Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Crypto Channel. Và như các bạn biết thì ở hiện tại là chúng ta vẫn đang trong cái đợt đặt hàng sớm chiếc Samsung Galaxy S20 Series, bao gồm S20 thường, S20 Plus và S20 Ultra. Và cũng như những cửa hàng hệ thống lớn thì ClickBuy cũng đang cho chúng ta đặt hàng sớm chiếc Samsung Galaxy S20 với cực kỳ nhiều phần quà hấp dẫn mà chỉ áp dụng riêng tại ClickBuy mà thôi. Và chi tiết như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video lần này nhé. Thì như bạn biết ý, thì bên cạnh những chiếc điện thoại sách tay bán rất chạy thì ClickBuy cũng là hệ thống bán hàng chính hãng Samsung bán rất là chạy nhé. Và với chiếc Samsung Galaxy S20 Series này thì ClickBuy đang chơi rất là lớn, trừ quà cực kỳ sâu dành cho người dùng chúng ta. Cụ thể đó chính là cái chương trình đặt hàng đầu tiên ấy, chúng ta sẽ được tặng tai nghe không dây Galaxy Buds này, phiếu mua hàng trị giá 3,5 triệu này, sạc dự phòng Samsung này, phòng chờ thương gia này, trả góp 0% này. Các bạn để ý là mức giá niêm yết của Samsung Galaxy S20 đó chính là 21,490, S20 Plus sẽ là 23,990 và S20 Ultra nó sẽ là 29,990. Và đặc biệt nếu như các bạn đặt hàng tại ClickBuy mà các bạn không nhận quà ấy, thì các bạn sẽ được giảm trừ trực tiếp vào giá bán. Đấy mới là cái thứ mà người dùng ta cần. Đấy mới là giá trị cốt lõi của một chiếc điện thoại. Mình thì mình thấy rằng là cái việc Samsung định giá ra ấy, xong rồi tặng quà ấy, thực ra là cũng có mưu đồ cả thôi. Một chiếc điện thoại của Samsung thì thường sẽ có mức giá là nó rẻ hơn rất nhiều so với mức giá niêm yết. Và tùy từng cửa hàng thì họ mới có cái chính sách thu hồi quà mà họ bách lại tiền. Và ClickBuy là một trong những cơ sở bách lại được nhiều tiền nhất cho chúng ta. Cụ thể nhá, thì theo như chia sẻ đến từ chính anh bên ClickBuy chia sẻ với mình, thì đó chính là Samsung Galaxy S20 Ultra sau khi trừ quà, không lấy quà nhé, các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là hơn 23 triệu đồng. Cụ thể đó chính là 23,190,000 đồng. Tức là nếu như so sánh với cái mức giá niêm yết là 29,990, các bạn trừ đi cho mình là 23,190,000 đồng thì nó ra bao nhiêu ạ? Trừ quá trời là nhiều luôn. Tiếp theo nữa đó chính là chiếc Samsung Galaxy S20 Plus, cái chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay này này, nó có mức giá chưa đến 20 triệu đồng. Đấy, mức giá niêm yết của nó là 24 triệu đồng. Nhưng mà các bạn mua ngay, đặt ngay trong thời điểm này, các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là 17,790,000 đồng. Ngon không ạ? Quá trời là ngon dành cho một chiếc điện thoại huyền thoại, điện thoại cao cấp và đầu bảng nhất dòng S ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên là không phải so sánh với S20 Ultra. S20 Ultra thì có 23,190,000 đồng. Và thấp nhất đó chính là chiếc Samsung Galaxy S20 với mức giá là 16,990,000 đồng. Tức là xấp xỉ 17 triệu. Phiên bản thường và phiên bản Plus sẽ chênh lên nhau vào khoảng là 800,000 đồng. Thì các bạn nên cân đối xem là cái bàn tay của mình nó phù hợp với kích thước nào hơn. Với cái bàn tay này của mình thì mình thấy rằng là mình vẫn thích cái phiên bản S20 thường hơn. Nhưng mà S20 thường thì nó sẽ hơi nhỏ, hơi nhẹ hơn một chút ấy. Thì nó sẽ phù hợp với nhiều bạn nữ hơn. Mình thì nghĩ rằng là cái phiên bản S20 Plus này hoặc là S20 Ultra nó sẽ phù hợp với mình hơn. Đấy là cái nhu cầu trải nghiệm thực tế. Và với cái việc mà giảm giá như vậy thì chỉ có hạn thôi các bạn nhé. Chỉ có hạn đến ngày mùng 5 tháng 3 thôi. Còn mùng 6 tháng 3 là trả hàng. Và lúc đấy thì chúng ta sau khi trả hàng rồi thì lại về mức giá cũ. Thì chúng ta sẽ không được mua với mức giá rẻ như vậy đâu. Quá trời là thơm luôn các bạn ạ. Các bước nhá, thì các bạn chỉ cần gọi đến số hotline là 0966 này, 062468, hoặc là các bạn đặt hàng trên website. Sau đó thì các bạn sẽ có hai hình thức thanh toán. Một là thanh toán trực tuyến sử dụng cái thẻ tín dụng ATM hoặc là chuyển khoản, hoặc là thanh toán tại cửa hàng gần nhất. Và số tiền đặt cọc của các bạn chỉ là 500,000 đồng. Và các bạn có thể được hoàn cọc, tức là lấy lại 500,000 đồng đấy, khi mà các bạn không lấy hàng. Quá trời là ngon đúng không? Các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay với ClickBuy để có thể đặt hàng trước chiếc Samsung Galaxy S20 Series với mức giá ưu đãi quá trời là tuyệt vời. Còn bây giờ thì chắc là mình cũng sẽ phải chạy ra ClickBuy để đặt hàng một chiếc thôi. Quá trời là ngon luôn các bạn ạ.
năm nay trừ nhiều thật. Các bạn thấy sao? Bye bye.